nay ngày 5 tháng 10 tiếp tục giao lô bò này về cho khách Long An. Giờ xe chuẩn bị đi. Mời cô chú bác gần xa có mua bò thì liên hệ số điện thoại 0395168767 tại bò Tiêu Chiến. Bò này toàn bò lỡ không nè. Cực kỳ đẹp. Bẩn cực kỳ ta. Ông cái bẩn cực kỳ ha. Dạ. Cái đó không có. Cái đó đó. Cái nào? Mấy cái nhảnh nhảnh này nè. Đó có úp vô mà. Giờ mình lật úp vô ha. Rồi bày lại mà chứ không mình. Cái vừa làm cũng có để nhớ rồi. Rồi dẫn từ trong ra ngoài anh đó. Hàng trên. Dạ hàng đó từ trong ra. Dẫn từ số 1. Mấy con? Đúng rồi. Giờ đi qua qua. Ừ, Long An. Về về chị đi đâu nữa? Chưa biết. Bữa mà Bình Dương chốt rồi. Không đi được, chuyển khoản trả. Trời ơi. Nay. Nay nó cho đi chứ phải không? Ừ năm tay cho đi hết nè. Hả? Cho không? Ủa thì anh đủ thủ tục có cho đi đi rồi. Ừ. Ừ. Cũng như năm tay nữa cho hết trơn á, phải không? Ừ. Mày anh thấy đủ à? Đủ. Ý. Ý. Ý là, ý là, ý. Ý đi. Phụ đẩy là phụ. Phụ đẩy là. Ờ, ngon quá. Mai nam thầy cũng khai tương hâm chín ngon chứ? Chín luôn hả? Hâm chín luôn. Rồi, vô dẫn con kế con. Hả? Dẫn thứ ba. Rồi lên vịt lên luôn đó. Sẵn tới cho nó là luôn. Đó đó đó, xô qua. Đi, lên luôn. Đi. Không, thầy đóng dáng chứ không nổi đâu. Cái này dáng mỏng là chuyện này. Chưa nổi đâu. Dáng mỏng quá. Vô lùi rồi. Luôn rồi đó.
xe. Ờ, xe. Trời ơi, chiếc xe chạy ở gì? Ồ, thấy gì? Bây giờ ông vô cút cái tên ngay chỗ ghế thôi. Cái tên chỗ ghế đó. Đó chỗ ghế nằm đó, cái tên mới tiền. Ừ, vậy nó. Vậy nó tên nó bắt ngang luôn. Vậy nó tên nó bắt ngang luôn. Đi lên sập sập. Tên sập hả? Thầy dẫn đi mé này được không ta? Tôi dẫn đỡ coi. Ừ, dẫn đi lặn lên thử coi. Còn mấy con này thì chắc nó dễ. Ông thầy không kinh nghiệm. Nè, cái khoảng này cũng thưa quá thưa nè. Mà bé dài cao lên chút nữa. Bé này một quá, bé cây này một à. Dẫn vào mé này đi tao. Nó lùa phụ quánh ngay. Ở đó, kéo lên thôi bà con. Đi lên lên thôi. Cũng được cả trơn. Ở xe vô, dẫn vô đó. Bây giờ chọn tôi chuyến về chạy xe đi.